Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Vậy là một năm mới lại tiếp tục trôi qua, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu cho năm Giáp Thìn 2024. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Riding On của mình trong suốt năm 2023 vừa qua. Cột mốc 17.000 subscriber do tất cả mọi người ủng hộ, mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và để kết thúc cho một năm 2023, mở đầu cho năm rồng 2024, chúng ta sẽ cùng điểm qua những Rider, những kẻ mang sức mạnh của loài rồng trong thời đại đầu Heisei trong dòng phim Kamen Rider. Trước khi bắt đầu vào video, mình xin chúc các bạn có một năm mới thành công và đầy sức khỏe bên gia đình và người thân của mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên, mình còn một Riding On Shop luôn bán đồ chơi Kamen Rider và Super Sentai với chất lượng tốt và giá cả hợp lý dành cho mọi người. Kamen Rider, biến hình! Mình là Riding On, bắt đầu clip nào. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Mở đầu trong danh sách những Kamen Rider sở hữu sức mạnh của rồng là Kamen Rider Kuga với hình dạng tương ứng Dragon Form. Là form thiên nhiều về tốc độ, anh được tạo hình thon gọn hơn với hai phần vai được tiêu biến. Toàn bộ cơ thể cũng như đôi mắt của Kuga được chuyển hóa trở thành màu xanh chủ đạo. Khả năng thể chất của anh so với những form khác mặc dù yếu hơn đáng kể, nhưng bù lại là sự linh hoạt cũng như tốc độ trong việc chiến đấu. Kèm với vũ khí đặc trưng của anh giúp anh trở thành một chiến binh linh hoạt và cực kỳ thiện chiến. Khả năng nhảy cao của Dragon Form cũng được thể hiện trong lần đầu xuất hiện khi anh dễ dàng bật lên một tòa nhà có độ cao hàng chục mét. Như bao hình dạng khác của Kuga, trong hình dạng Dragon Form này là một vật thể hình dạng trụ. Những vật thể này sẽ được Kuga chuyển hóa thành một thanh quyền trượng rồng với hai đầu được dài ra giúp tăng khả năng chiến đấu. Ngoài lợi điểm phạm vi tấn công, anh còn tận dụng được cả hai phần đầu để tấn công linh hoạt kẻ thù, khiến những đòn tấn công của Kuga rất khó né tránh. Đòn kết liễu của anh trong Dragon Form là Sludge Dragon. Anh lao nhanh về hướng kẻ thù, chọc phần gậy vào người chúng. Dấu ấn của Kuga sẽ dần hiện ra và phát nổ kẻ thù. Hoặc một đòn tấn công lợi hại hơn, anh sẽ phóng thẳng chiếc quyền trượng rồng vào người kẻ thù. Trong quá trình chiến đấu liên tục, hình dạng Dragon còn chuyển hóa thành Rising Dragon. Những ký tự cổ đại trên người Kuga cũng như cặp sừng của anh sẽ được thay đổi, tô điểm thêm màu vàng kim, thể hiện rõ sự nâng cấp. Điểm đáng chú ý nhất là thanh quyền trượng của anh đã được chuyển hóa thành một hành giáo hại đầu, như sát thương gây ra là vô cùng lớn. Rider nối tiếp trong hệ Heisei sở hữu sức mạnh của rồng không phải là Ryuki mà chính là Agito, không phải chỉ có tên form là Dragon. Agito được tạo hình từ chính một con rồng phương Đông, được thể hiện rõ trong lá chen mi cạc của Kamen Rider Legend. Tất cả các form của Agito đều mang trong mình sức mạnh của rồng, nên mình chỉ điểm nhanh qua form cơ bản của anh ấy thôi nhé. Agito cũng có thiết kế tương tự như Kuga, nhưng có vẻ như nâng cấp hơn, nổi bật với cặp mắt đỏ, bộ giáp được điểm tô bằng vàng và bạc, ứng với tên gọi của hình dạng cơ bản của Agito là Ground, mặt đất. Đây là form có chỉ số cân bằng nhất của Agito, vẫn như bao form cơ bản, tất cả chỉ số của nó đều tốt, nhưng không quá nổi trội về mặt nào cả. Sự tiến hóa là cả quá trình phát triển của Kamen Rider Agito. Khi chiếc Cross Horn trên đầu của anh được mở ra, tất cả những chỉ số cũng như khả năng của Agito sẽ đạt mức đỉnh cao. Cũng là lúc anh thi triển đòn Rider Kick. Thay vì kết liễu kẻ thù bằng biểu tượng của bản thân, anh sẽ tạo ra biểu tượng của chính bản thân mình bên dưới mặt đất, ứng với sức mạnh mà anh sở hữu, tập hợp nó vào cú Rider Kick. Là Kamen Rider thứ 3 mang sức mạnh của rồng và cũng là Rider thể hiện rõ bản chất của loài rồng nhất trong tất cả những Rider mình vừa kể trên. Kamen Rider Ryuki, một trong 13 chiến binh tham gia Micro World, cũng như bao Rider khác tham gia trận chiến sinh tử này, anh đã ký khế ước với một con quái vật gương mang sức mạnh của một con rồng lửa. Nó cũng chính là tạo hình của Ryuki. Sau khi kết hợp cùng với Micro Monster của mình, Ryuki đã có phần thay đổi về hình dạng. Tạo hình của Ryuki được thay thế màu đen bằng tông màu đỏ rực cháy của ngọn lửa rồng. Phần giáp cũng như những bộ phận kim loại trên khắp cơ thể của anh và gương mặt hiệp sĩ đặc trưng, cũng như bên trong là phần đôi mắt của Kamen Rider. Anh còn được trang bị một bộ phận hình đầu rồng trên tay của mình để kích hoạt những lá cạc, mang lại sức mạnh từ Micro Monster, chính là đặc trưng trong series của Ryuki. Sở hữu bộ vũ khí vô cùng đa dạng, với Sword Vein triệu hồi một hành đồ long đao giúp anh gia tăng khả năng cận chiến, Steel Vein
giúp anh tăng khả năng phòng thủ. Anh còn có thể kết hợp cả hai siêu ven lên trên cơ thể, cũng như kết hợp cùng với đó là source ven để tạo ra hình thể tấn công và phòng thủ cực kỳ toàn diện của Ryuki. Và nổi trội nhất có lẽ phải kể tới Shrine Ven, triệu hồi chiếc đầu rồng monster của mình gắn lên phần tay phải. Chiếc đầu rồng này có thể phun ra những ngọn lửa cực mạnh, cũng như triệu hồi monster để phụ giúp chiến đấu với anh, cũng như thực hiện đòn tất sát. Cú Rider Kick trứ danh, anh lao lên bầu trời với đòn Final Ven, bao phủ bản thân bằng ngọn lửa của rồng để dứt điểm kẻ thù. Mang sức mạnh từ Micro Monster với quyền năng to lớn nhất so với những sinh vật khác trong series Ryuki, nhưng với tính cách cũng như khả năng chiến đấu của bản thân, không quá nhiều lần Ryuki hay Kido Shinji phát huy được toàn bộ sức mạnh của chính bản thân anh. Và điều gì sẽ xảy ra khi Shinji phát huy toàn lực? Đó cũng chính là lời giải xuất hiện trong movie Kamen Rider Ryuki. Shinji trong gương, kẻ mang nhân cách đối lập với anh, hắn ta không có hình dạng của Kamen Rider Ryuki, hắn ta khác với anh Kamen Rider Ryuga, tạo hình gần như giống hệt với Ryuki, cả bộ giáp và tất cả mọi thứ của hắn đều chìm ngập trong bóng tối, chỉ điểm tô một vài chi tiết vàng đồng để thể hiện rõ sức mạnh của hắn ở một đẳng cấp khác. Tông màu đơn giản, không có quá nhiều chi tiết đặc sắc, hay đúng hơn là bê nguyên từ Ryuki. Bao quanh Ryuga là một sát khí vô cùng nặng nề. Trước mặt hắn, tất cả mọi thứ đều không thể nào cản trở được sức mạnh hủy diệt khế ước đến từ một con hắc long. Kamen Rider Ryuga trong lần đầu xuất hiện trong chiếc đĩa VCD mà mình từng xem đã để lại ấn tượng không thể nào phai nhạt. Chiến đấu không nhân nhượng, tất cả những đòn tấn công cực kỳ dứt khoát, mỗi đòn tấn công đều muốn tiêu diệt kẻ thù. Hắn ta là mặt đối lập của Shinji, một kẻ có thể mệnh danh là Shinji nếu thật sự tận dụng cũng như chiến đấu bằng hết khả năng của mình. Khả năng chiến đấu vượt trội cùng với những lá cạc có chỉ số sức mạnh cao hơn hẳn Ryuki. Micro Monster của Ryuga là một con hắc long, nó cũng tàn bạo và dứt khoát hơn hẳn so với hỏa long của Ryuki. Và cũng như giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người, trong khi Ryuki đã thực hiện đòn tất sát mà nấy múa không thể nào dừng được, tại sao kẻ thù vẫn đứng đó thì Ryuga đã giải quyết hoàn toàn trong lúc thực hiện đòn tấn công tất sát. Đôi chân của kẻ thù sẽ bị đóng băng bởi những tinh thể hắc ám, dùng ngọn lửa của hắc long gia tăng lực đẩy của Rider Kick, dứt điểm kẻ thù cách cực kỳ nhanh gọn và chúng không thể nào tránh né được. Form kết thúc cho những Rider mang hình dạng rồng của thời đại đầu Heisei: Kamen Rider Deno với hình dạng Confirm, Ryotaro sở hữu 4 Imaging, mang cho anh 4 sức mạnh khi chuyển đổi những Imaging này kết hợp với mình. Với mỗi Imaging tương ứng, Deno sẽ thay đổi hình dạng, màu sắc cũng như vũ khí, kèm với đó là tính cách riêng biệt của những Imaging. Hình dạng Dragon Form được chuyển hóa từ Imaging mang tên gọi Ryotaros. Ở hình dạng này, Deno như được khai mở sức mạnh từ bên trong mình, với tông màu tím làm chủ đạo, cũng như hình dạng hai bàn tay rồng ngậm ngọc tạo thành hai phần giáp vai, gương mặt thể hiện rõ sức mạnh của rồng, cùng với đó là hai phần râu đặc trưng của loài rồng phương Đông. Với hình dạng Dragon Form, anh có chỉ số áp đảo tất cả những form còn lại. Anh chuyển hóa Dengatsu thành hình dạng súng, giúp tăng phạm vi tấn công, cũng như đặc trưng của hình dạng này là tấn công tầm xa, đúng với tên gọi Confirm của nó. Ngoài việc tấn công tầm xa, Ryutaro còn có thể sử dụng những động tác nhảy với tên gọi Breakdown, tạo nên phong cách chiến đấu riêng biệt của anh ta, vừa khó đoán lại vừa linh hoạt. Điểm yếu duy nhất của form này có lẽ đến từ tính cách cũng như khả năng chiến đấu không quá vượt trội từ Ryutaro. Đòn tất sát của Ishot, nguồn năng lượng sẽ tập trung vào khẩu súng Dengatsu, hai phần giáp vai của rồng tụ nguồn năng lượng khổng lồ, tạo nên một quả cầu tím. Với sức mạnh của rồng, sau quá trình tụ lực, anh sẽ phát động tấn công và bắn quả cầu này về hướng kẻ thù. Và đó là kết thúc cho video lần này. Cột mốc 17.000 subscriber đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2024 này, chúng ta sẽ đạt những cột mốc lớn lao hơn, cũng như quá trình phát triển của kênh Riding On và Riding On Shop. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn ủng hộ video trên kênh Riding On này nhé. Mình là Riding On, thanks for watching. Bye.